Các bạn khán giả yêu quý của kênh Biết Tin Gì Chưa? Hiện nay, Admin và các anh em đang phát triển một kênh YouTube hoàn toàn mới mang cái tên cực kỳ hay, Nghiện Khám Phá. Những bạn nào thích trải nghiệm, muốn khám phá thêm thật là nhiều điều thú vị và kỳ lạ từ Đông Tây Kim Cổ tới khắp các quốc gia trên thế giới thì hãy nhanh tay đăng ký, theo dõi kênh Nghiện Khám Phá của chúng mình ngay và luôn nhé. Có rất là nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi các bạn đấy. Vô luôn nào! Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Cho mình hỏi là có bạn nào ở đây đã từng đặt chân đến đất nước Đức xinh đẹp hay chưa? Đẹp lắm các bạn ơi, hãy cùng comment cho tôi biết với nha. Bởi vì sao? Các bạn thân mến, nước Đức là quốc gia được mọi người ví như là trái tim của châu Âu, là một điểm đến du lịch thu hút nhất nhì trên thế giới. Miền đất này sở hữu hàng loạt những di tích lịch sử, những công trình kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên làm mê đắm lòng người. Bên cạnh đó nha, nước Đức cũng nổi tiếng với những điều kỳ lạ và hài hước nhất hành tinh đấy. Vậy thì đó là những điều gì đây? Nếu các bạn có tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình khám phá những điều thú vị của quốc gia này các bạn nha. Thứ nhất, thủ đô của Đức thay đổi đến 7 lần. Hiếm có quốc gia nào lại thay đổi thủ đô liên xoành xoạch như ở nước Đức các bạn ha. Thời Carolingia, Aachen là thủ đô của Đức. Sau đó, lần lượt các thành phố là Regensburg, Frankfurt, Nuremberg, Berlin, Weimar và Bonn. Và cuối cùng là Berlin trở lại là thủ đô của Đức từ năm 1990 cho đến nay. Và tiếp theo là một điều cấm đặc biệt các bạn cần phải lưu ý khi đến nước Đức đấy nhé. Là bất ngờ luôn.
Thứ sáu, gió độc từ cửa sổ. Ủa là sao? Là vậy nè, nếu như bạn là người yêu thích một gian phòng thông thoáng, có gió thổi nhẹ nhẹ, có ánh sáng nắng vàng chiếu qua, thì bạn sẽ phải thất vọng khi đến nước Đức nha các bạn. Bởi vì sao? Căn nhà của người Đức khá là ngột ngạt nha. Họ luôn có thói quen đóng kín mít mọi cửa sổ trong nhà, đến nỗi không một con ruồi nào có thể chui qua đâu. Không hiểu sao người Đức lại cho rằng mở cửa sổ thì sẽ đón gió độc vào nhà gây đổ bệnh các bạn. Bệnh đâu thì vẫn chưa thấy, mà chỉ thấy là ngột ngạt thôi à. Và sau đây, cùng mình đến với một văn hóa ăn uống độc đáo của người Đức luôn nha. Thứ bảy, vừa ăn trưa, vừa uống bia. Ở Việt Nam của chúng ta, mọi người chỉ uống bia trong các dịp là nhậu nhẹ, hội họp với bạn bè hay là gia đình thôi đúng không? Chứ hiếm khi nào uống bia trong bữa ăn hàng ngày lắm. Nhưng mà ở nước Đức á các bạn, bia không chỉ là thức uống lúc rảnh rỗi, lúc trà dư tửu hậu, mà họ còn thường dùng bia để làm nước giải khát trong cuộc sống hàng ngày. Đối với người Đức á, thì bia cũng chỉ là nước lọc có ga mà thôi. Cho đến ngày nay thì bia được công nhận là thức uống phổ biến và là quốc hồn quốc túy của người Đức, với hàng ngàn chủng loại phong phú đa dạng, uống cả năm cũng chưa khám phá hết đâu. Vì thế nha, Đức là nước tiêu thụ rượu bia xếp thứ hai của châu Âu đấy. Và vào mỗi buổi chiều lúc tan tầm, tại những quán bia thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những anh chàng nhân viên công sở nấn ná lại làm vài cốc bia trước khi về nhà. Tuy nhiên, một đặc trưng thú vị tạo nên nền văn hóa bia của người Đức chính là họ sẽ uống đến say bí tỉ, sau đó gọi taxi về nhà, chứ hiếm khi lái xe trong tình trạng mơ hồ, thiếu tỉnh táo lắm. Và đây cũng là một nét văn hóa đẹp mà anh em chúng ta nên học hỏi người Đức, đúng không các bạn? Tiếp đến nha, một sự bất ngờ dành cho các bạn yêu bánh mì cuồng xúc xích Đức đây. Thứ 8, 300 loại bánh mì, 1000 loại xúc xích. Bánh mì xúc xích là bộ phận quan trọng của ẩm thực Đức, các bạn lưu ý điều này nha. Quốc gia này có tới 300 loại bánh mì khác nhau, ăn mãi không hết. Thậm chí hai thành phố là Ulm và Ebergotzen còn có hẳn bảo tàng cho du khách tha hồ khám phá về lịch sử và những điều thú vị về bánh mì. Bên cạnh đó, xúc xích Đức được coi là đặc sản vô cùng nổi tiếng trong ẩm thực nước này nha. Đức có tổng cộng là 1500 loại xúc xích khác nhau, mỗi loại lại đại diện cho một vùng đất, một ngôi làng với những bí quyết và hương liệu khác nhau nữa. Bạn có thể bắt gặp hàng loạt các loại xúc xích ở đường phố, đến các nhà hàng sang trọng, hay thậm chí nó còn tràn ngập trong siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Và nếu như bạn nào là tín đồ của xúc xích thì Đức chính là thiên đường dành cho tất cả các bạn đấy. Tiếp đến nha, mình dẫn các bạn đi xem một điều kỳ lạ của người Đức mà chắc chắn sẽ khiến các bạn phải ngại ngùng lắm đây. Vô. Thứ 9, mọi người luôn nhìn chằm chằm vào bạn. Nếu mà ở Việt Nam á các bạn, lỡ nhìn thấy mấy thanh niên trẻ trâu á, sẽ bị chúng nó coi là nhìn đẻo đúng không? Thì ở Đức á các bạn, bạn sẽ phải làm quen với việc bị nhìn chằm chằm đến nổi hết cả gai ốc luôn nha. Không phải vì bạn trông đặc biệt hay là có gì dính trên mặt của bạn đâu. Đây đơn giản chính là thói quen của người Đức mà thôi à. Ở Đức á, việc giao tiếp một cách mãnh liệt bằng mắt là chuyện xảy ra thường ngày như cơm bữa. Tới cái mức đó các bạn, mà người nước ngoài và khách du lịch còn gán cho họ cái tên là nhìn chằm chằm kiểu Đức. Có thể một cụ già kế bên đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bạn, một đứa trẻ đứng đối diện bạn trên tàu điện ngầm mà nó không hề quay mặt đi luôn. Đừng tưởng mình quá đẹp trai mà người Đức phải nhìn chằm chằm nhé. Mơ đi. Để đối phó với điều này, đơn giản thôi các bạn. Để mình bày cách cho nè. Bạn cứ nhìn chằm chằm vào cái sự nhìn chằm chằm của người dân địa phương. Hai người thi đấu mắt xem ai là người bỏ cuộc trước. Trời, trò này bao vui các bạn ha. Và điều cuối cùng đây, hãy khám phá một nét văn hóa cực kỳ là quái đản của người Đức nha. 10. Thoải mái khỏa thân nơi công cộng.
nhá. Bye bye.